Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Cùng cô giáo Thảo và Lót Khiên bóp nát chủ lực địch trong Tết tướng cùng tuyển thủ số thứ 5. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.